Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là bộ dụng cụ mỏ hàn đôi sử dụng cho để chúng ta có thể dùng hàn nhôm, hàn đồng với cái mã sản phẩm Z215 này thì nó là ưu việt của nó là mỏ hàn đôi. Có lúm điều chỉnh và đây cái này để sử dụng trong hàn két nước này hoặc là hệ thống điều hòa của ô tô. Cái bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm một mỏ hàn ra hai đầu, một đai đây, hai đai này, một đầu chúng ta bắt vào tuyô ngắn dài thì chúng ta có thể mua thêm ở ngoài. Đây là combo bộ sản phẩm của nó. Đây, cái đầu khi đưa ra để mỏ hàn ga nó chính là cái để chúng ta kết nối bằng đồng. Cái này thì chúng anh em có thể sử dụng bằng ga gia dụng nhé anh em nhé, ga gia dụng của chúng ta. Đó. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái dụng cụ để hàn hàn ga để hàn két nước hoặc là hàn hệ thống điều hòa ô tô. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu cần tư vấn về sản phẩm hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.